Hôm nay chúng ta sẽ học là nếu bạn không mang giày an toàn, bạn có thể bị thương. Thì ở bên Hàn Quốc ấy, thì khi đi làm ấy, thì người ta quy định về vấn đề đồng phục. Cái này chúng ta là vì an toàn của bản thân chúng ta là một. Thứ hai nữa là khi mà an toàn bản thân chúng ta mà nó chúng ta lại bỏ qua mà lại gây ra tai nạn chẳng hạn, thì ngoài vấn đề an toàn của chúng ta bị ảnh hưởng, thứ hai nữa là công ty họ cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là vấn đề an toàn rất là quan trọng. Ở bài này chúng ta sẽ mục tiêu bài học ngày hôm nay sẽ là dự đoán hoàn cảnh nguy hiểm, tức là chúng ta đây ạ, we home thăng hoang là cái hoàn cảnh, we home là nguy hiểm, ye bang là phòng ngừa, ye bang haki là phòng ngừa hoặc là dự đoán nhé. Đây chúng ta dịch là dự đoán những cái tình huống nguy hiểm, hoàn cảnh nguy hiểm. Thứ hai là we home khả năng kinh go haki là cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra, khả năng là có thể, nó có khả năng đấy. Đây là kinh go là cảnh báo, cảnh cáo nhé. Ngữ pháp bài này chúng ta có động từ đi với l su ita là có thể nhé, còn động từ đi với l su op ta là không thể. Tiếp theo động từ đi với ki te mô đê ở đây là vì cái gì đó, mà vì cái này thì kết quả sau khi vì này thì nó thường là sẽ xảy ra kết quả không tốt. Ơ huy phần từ vựng ở đây chúng ta sẽ học về pohoku là những cái dụng cụ an toàn. Tiếp theo từ vựng phần số 2 là chắc gốc trang sago là tai nạn nơi làm việc. Những cái tai nạn nơi làm việc ấy, thì các bạn tuyệt đối là tuân thủ các quy tắc an toàn và sử dụng máy móc để chúng ta đảm bảo là an toàn từ đầu đến cuối, chứ không phải là chúng ta phòng ngừa hôm nay ngày mai chúng ta lại lơ là, cứ đi làm là chúng ta cẩn thận. Trương Bô Môn Hoa phần thông tin văn hóa xin chê kỳ quan quá phù, tức là phần thông tin văn hóa này chúng ta có các cơ quan trên cơ thể và những cái dụng cụ bảo hộ tương tự, ví dụ như là mắt chẳng hạn, thì chúng ta có những dụng cụ bảo vệ gì ở mắt rồi tay rồi mũi, thì chúng ta dùng khẩu trang thì có bao nhiêu loại khẩu trang chúng ta sẽ tìm hiểu. Ví dụ bảo vệ tai chẳng hạn, tai chúng ta bảo vệ khỏi cái tiếng ồn ấy, thì chúng ta có các dụng cụ như là quy ma ke hay là quy tục ke. Những cái đấy là chúng ta sử dụng trong cái các môi trường làm việc khác nhau thì nó yêu cầu về mức độ an toàn khác nhau đấy ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phần số 1, đó là theo hoa in phần điện thoại số 1. Ở đây chúng ta nhìn thấy hai bạn này, một bạn thì đeo giày bảo hộ, đeo dây các thứ đây rất là đầy đủ, nhưng còn một bạn khác là đi giày thể thao như là giày ở nhà ấy ạ, không đi giày bảo hộ. Thì đây chúng ta thấy là cuộc nói chuyện giữa quan ly cha. Quan ly cha là người quản lý ạ, nhé. Và Atit. Đây là công ty xây dựng đấy ạ. ATC Pogu Modu Chakyong. Bạn đã đeo tất cả những dụng cụ bảo hộ cần thiết rồi chứ? Cần thiết phải không? Đúng rồi phải không? Nè, An chân mô tô sư cô. Tôi cũng đã đội mũ bảo hiểm rồi, mũ an toàn rồi. An chân chẳng gặp tô kết sổ. Và tôi cũng đã đeo găng tay rồi. Các bạn nhìn thấy cái từ đeo ấy ạ. Khiếp sờ là đã đeo, cái này là kỳ tà đấy ạ. Kỳ tà đây là đeo đối với tay các bạn nhé, còn đeo với chân đó là xin là đấy. Hai cái này là khác nhau, tuy là tiếng Việt của chúng ta vẫn dùng là đeo, vẫn dịch là đeo nhé. Tiếp theo jwayo, tốt, tuyệt quá. Kurante an chân mô kunen 조금 더 조이는 게 좋겠어요. là nếu mà bạn thắt đây ạ, cái dây ạ, cái dây của mũ an toàn ấy, dây của mũ bảo hiểm này, dây của mũ bảo hộ ấy, 조금 더 một chút nữa 조이는 게 tức là thắt chặt vào, thắt chặt vào thêm một chút nữa thì 좋겠어요, thì rất là chính xác, rất là tuyệt. Đó, rất là tốt. Tức là chúng ta dịch là cái dây mũ bảo hiểm của bạn ấy
thắt chặt hơn tí nữa thì tốt đấy. Kriego và 오늘은 hôm nay 높은 곳에서 là ở nơi cao, 높다 là cao, 높은 곳에서 là ở nơi cao. 작업해야 하니까 vì phải làm, vì phải làm việc ở nơi trên cao. 안전대 또꼭 착용하세요. Nhất định phải đeo cái dây an toàn vào. Đeo dây an toàn vào. Cái an chân đây là cái dây an toàn để quần áo bảo hộ như thế này, và người ta có những cái móc để móc vào cái dây an toàn ở trên cao. Để anh, vâng tôi hiểu rồi ạ. Ồ, 근데 그런데 안전화는 왜안 신었어요? Thế nhưng tại sao bạn không giày mang giày an toàn? Không đeo giày an toàn đấy. Vì an chưa rớt An chân hoa rừng, an chi nhân. Nếu mà không đi giày an toàn ấy, hoa rừng thật xin xui xẻo và có thể bị thương ở chân. Ồ, căm bắc hết nều, tôi hoàn toàn quên mất. 바로 깔아 신는 게요. Tôi sẽ đổi giày ngay lập tức. 바로 là ngay lập tức. 깔아 신다 là thay. Đó, đổi giày. 럴 게요 là sẽ, tôi sẽ đổi ngay lập tức. Tôi sẽ đi thay giày ngay lập tức. Thì ở đây chúng ta có khu là những đồ bảo hộ này. Căm bắc khada là quên này. Kara shinda là đổi giày dép. Ví dụ như là kara ipta là thay quần áo các bạn nhé. Karathata là đổi tàu xe. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Và đây chúng ta sẽ mỗi người đọc cho tôi một lượt cái này nhé các bạn nhé. Mời bạn Hà đọc một lượt nhé, Hà nhé. Vâng. ABC. Bộ hộ cụ mô tu tra kiông nè an chân mô tô cô an chân trang cấp tô kết rồi cho ai ồ kêu tê an chân mô cư lên cho cơm tơ cho y nên kê cho kết rồi ồ cô ôn ưu lên cô xe sơ tra cấp hề à an chân tê đô cốc tra kiông hà xeo nè an kết xe mì ta 그런데 안전화는 왜안 신었어요? 안전화는 안 신으면 발은 다친 수 있어요. 깜빡했네요. 바로 가라 신은 게요. 네, 뭐 이유 아? 아시스 보호 보호 구모두 자정했지요? 네, 안전 모두 고 안전 장갑도 꼈어요. 좋아요. 그런데 안전 모 그는 조금 그는 조금 더 조이는 게 좋겠어요. 그리고 오늘은 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 그런데 안전화는 왜안 신었어요? 안전화는 안 신으면 발은 다칠 수 있어요. 깜빡했네요. 바로 갈아치는 게요. 네, ok. Bây giờ bạn Hà đóng vai với thầy giáo nha. Bạn Hà là A tít, còn thầy giáo cứ làm quan ly cha nha. Nè. 다시 보호구 모두 착용했지요?
D. An chân mô tô sư cô, an chân trang các tô. Thôi ô. Thôi ô. 그런데 안전모크는 조금 더 조이는 게 좋겠어요. 그리고 오늘 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 어, 그런데 왜 안전화는 왜 안 신었어요? 안전화를 안 신으면 발을 다칠 수 있어요. 어, 깜빡했네요. 바로 가라 씻는 게요. Bây giờ bạn Hà đóng vai quản lý trang, thầy giáo đóng vai Atit. Atit si, Okumoto cha kiong hết chỉ ó. Nè, an chân mô tô sư gô. An chân chạc gặp tô kết sở yô. Chóa yô, kỳ tê, an chân mô kỳ cho cơm tơ cho y nên kê 좋겠네요. 그리고 오늘은 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 어, 그런데 안전화는 왜 안 신었어요? 안전화는 안 신으면 발은 다칠 수 있어요. 오, 깜빡했네요. 바로 깔아 신는 게요. 네, 오케이, 하지. 요, 그럼 봐요, 관리자 아니요, 냐? 오, 아티씨, 보호구 모두 자정했죠? 네, 안전모도 쓰고 안전장갑도 꼈어요. 좋아요. 그런데 안전모 그는 조금 더 조이는 게 좋겠어요. 그리고 오늘은 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 어, 그런데 안전화는 왜 안 신었어요? 안 신었어요? 안전화는 안 신으면 발은 빠진 수 있어요. 어, 깜빡했네요. 바로 갈아 신을게요. 네, 됐습니다. 어, 다음에 우리가 học từ vựng số 1. 보호구 là những cái dụng cụ bảo hộ. Thì ở đây chúng ta nhìn vào đây ạ. Dụng cụ bảo hộ của chúng ta có trang dung hata là mặc hoặc trang bị này. Pohobok là trang phục bảo hộ này. An chân mô là mũ bảo hiểm này. Bô an miên là bô an là bảo an này, miên là cái mặt này. Đấy. Mặt nạ an toàn này. Dung chốc miên là mặt nạ hàn. Bô an kiêng là bảo vệ cái mắt. Kính, kính bảo vệ mắt. Mask đây là khẩu trang. Mặt nạ đây là khẩu trang nhá. Kimage là cái nút tai, cái nhét vào tai, chúng ta vặn 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 cho nó bẹp lại, sau chúng ta nhét vào tai xong sau đó nó nở ra, thế là chúng ta không nghe cái gì bên ngoài, tức là giảm tiếng ồn đấy. Quy tập kê là cái trục tai, nó như kiểu cái tai nghe ấy. An chân tê là dây đai an toàn, Về găng tay chúng ta có mốc trăng gắp, đó là găng tay vải, tức là găng tay bằng bông, bằng len đấy. Nhá. Mục trang cáp. An chân trang cáp là găng tay an toàn. Cái găng tay an toàn này nó là găng tay phun nhựa, phun cao su. Nhá, dúng vào trong nhựa hoặc là dúng vào cao su ấy. An chân hoa đây là giày bảo hộ.
ăn chơn hoa nó khác với un tung hoa đúng không tiếp theo ăn chơn trang hoa ăn chơn trang hoa là ủng bảo hộ nhá bây giờ mỗi người đọc cho thầy giáo một lượt cái này ạ mời bạn Hà đọc trước cha công ha ta cô hô tốc ăn chân mộ cô ăn miên dông chớp miên cô ăn chân ma sư khư quy ma kê quy tớp kê ăn chân tê bốc trang cáp ăn chân trang cáp ăn chân hoa ăn chân trang hoa Đây, mời bạn Hiếu ạ. Chất dung ha ta. Bô hô. Bô hô bốc. An chân mô. Bô an nha. Dung chớp miền. Bô an kiêng. Ma sư khử. Khi ma kê. Khi tấp kê. An chân tê. Múc trang cáp, ăn chân trang cáp, ăn chân hoa, ăn chân trang hoa. Đây, ok. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái ngữ pháp là động từ đi với l, su, ít, tả. Động từ đi với l, su, ít, tả là có thể làm hành động gì đó. Còn hơn su, ọp, tả. Ờ ta là không thể làm việc gì đó nhá. Ví dụ là tôi có thể ăn được thịt lợn thì nói như nào? Các bạn có thể nói được không ạ? Tôi có thể ăn được thịt lợn nói như nào? À. Cái này cái ư này về bản chất nó là l hoặc là ư nếu không có phụ âm đáy thì chữ l này nó sẽ thêm làm phụ âm đáy còn nếu có phụ âm đáy rồi thì thêm chữ ư ở đằng sau nha thế phải là mờ gư su ít tà mờ gư su ít rồi nha hiểu nhá ok Câu số 1 ví dụ này. Cô ăn kia ngân án sư miên. Nếu mà không đeo kính bảo hộ ấy. Đu nân. Đu nân. Thà chi su y sơ yô. Đây. Thà chi đà. Hả? Chi đà. Thà chi đà đây là bị thương. Thì nó không bỏ cho ta đi. Ấy. Thì nó cũng không có phụ nấy. Thì thêm chữ l. Su y tà. Đó là có thể hiện đấy ạ nhá nè ăn cái gì đó cốt sư kiểu nhất định tôi sẽ đeo câu số 2 này dùng chớp miên nên cốt soya thiếu nhất định phải đeo mặt nạ hàn vào ạ khớm hiểu đương nhiên rồi ơn gu đê hòa sang ơn Ipun su isnika. Đây ạ. Unika đây là vì. Đó. Ơn gure vào mặt này. Hoa sang ơn ipta là bị bỏng vào mặt này. Ipun su ita. Ita là có thể bị bỏng vào mặt. Và chúng ta ita bỏ chữ ta đi thì có phụ âm đấy thì đi với unika là vì có thể bỏng lên mặt.
nhất định phải dùng, nhất định phải sử dụng. Cúc sư rêu, bạn nhất định phải sử dụng. Nha. Đấy, về ví dụ các bạn có thể là lấy nhiều ví dụ khác ạ. Nhá. Ví dụ như là ngày mai tôi có thể gặp thầy giáo, nói như thế nào ạ? Ngày mai tôi có thể gặp thầy giáo. Tức là nail, son gian imer, nail, son gian imer, manna, manan sui seo, đúng không ạ? Đấy là phần ngữ pháp, là động từ đi với l hơn sui tà, nó rất là dễ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập số 1. Ở đây chúng ta có Sachinen Pogo, hãy xem bức tranh. Almajin Marun Nhân Haseo, hãy nối từ vựng đúng. Ở đây chúng ta có 5 cái bức tranh ở đây ạ. Thì bây giờ chúng ta nối được không ạ? Bạn Hà với bạn Hiếu còn ở đây không? Còn đây ạ. Ừ. Cái cục gì vàng vàng. Đầu tiên là số 1 thì chúng ta đây là gì ạ? Quần áo bảo hộ đúng không ạ? Chào các bác. Hay là cái gì ạ? Phô hô bốc. Ok, phô hô bốc. Tiếp theo cái này ạ. Cái này là cái nhét vào tai đấy ạ. Khi mà kê. Đúng rồi. Mặt nạ. Mặt sư cư. Căng tay vải đấy ạ. Mốc trăng cáp. Mốc trăng cáp và cuối cùng là ăn chân trăng hoa. Tiếp theo thứ hai chúng ta dùng là cái gì đó, dùng là lớn suy tà để hoàn thành hội thoại ạ. Bạn Hiếu sẽ trả lời nhé, còn thầy giáo sẽ đọc câu hỏi nhé. Quimakeren cox he rồi không? Nè, quimakeren an hà miên quimakeren ta chi suy tèo. Nè, quy đến ta chi suy tèo, ok. An chân chào cảm ơn cốc kia ra tèo. Nè, an chân chào cảm ơn an kỳ nhiên. Sôn ta chi suy tèo. Nè, sôn ơn ta chi suy tèo, ok. An chân hoa rừng cốc xin ơ ya tèo. 네, 안전화를 하시려면 팔은 다친 수 있어요. 네, 오케이. 해 phần số 1 rồi, chúng ta học luôn phần số 2 cho bạn hiểu nhé. 와. 세 화이 hội thoại số 2. Ở đây ạ. Thế bạn này bạn đeo găng tay đấy ạ. Nhá, bạn này bạn ngăn lại. Thì xem là hai bạn này làm cái gì đây ạ? Chi Hun và Tuấn ạ. Nhá. Tuấn Chi, chàng cảm ơn Kiko, Milling, chàng cảm ơn Hamien. Ăn tuyểu. Tuấn à. Chàng cảm ơn Kiko, Milling, chàng cảm ơn Hamien. Nếu mà đeo găng tay làm cái công việc phay ấy. Ăn tuyểu, không được. Nế, gì vậy ạ? Sao cơ? Công Trang Trang Nimi, cái ông giám đốc điều hành ạ. Chàng cảm ơn hắn thế nên khi mà làm việc ấy. Hăng sang chàng cảm ơn khi là cô ha rất nhiều. Là luôn luôn, ông địa giám đốc điều hành, ông bảo khi làm việc ấy. Là luôn luôn là phải đeo găng tay. Chị Hùng nói ạ. Kurochiman, tuy vậy nhưng. Milling chakra vơ hành tên
khi mà làm việc về máy phay ấy, làm về công việc phay ấy, chàng gavi kike kam chin su ikite. Khi mà làm việc với máy phay ấy, thì là vì nó có thể bị cuốn vào trong máy. Đó, găng tay ấy, có thể bị cuốn vào trong máy. Men so neuro he tuyo. Đó, phải làm bằng tay không. Men so là tay không. Đó, men so là tay không. Tay không nhá. À, kureneo. À, ra là vậy. Olen pen kiểu. À, tôi sẽ bỏ ngay. Peta là bỏ, còn pen kiểu là tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ bỏ ngay, tháo ra ngay. Chi Hun nói ạ, Kuriko và chắc gấp Hanen Tùng An trong khi làm việc ấy, trong lúc làm việc ấy, Pavieni Thuyên Su Isnica là vì những cái vật, vì những cái mạt sắt có thể, Pavieni là những cái mạt bắn lên ạ, cái phôi ấy nhá, có thể bắn lên. Uan kiêng tô ít chi mà gùi, và cũng đừng quên là đeo kính bảo hộ. Nê ăn kết sôi ăn kết sôi, tôi hiểu rồi. Chiun chi đấy ạ. Và đây là gì ạ? Tức là nhìn vào đây, bạn ấy làm cái máy phay này, cái máy này nó sẽ cắt ở trên cái miếng này, nhá. Thì bạn này không đeo kính bảo hộ và lại dùng găng tay ấy ạ. Thì bạn Chi Hun bạn ấy bảo là Tuấn bỏ găng tay này và đeo thêm kính bảo hộ vào, bởi vì khi làm có những cái vật lạ hoặc là những mạt sắt vụn sắt có thể bay vào mắt. Đấy là cái bài này nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé.49과 안전화를 안 신으면 다칠 수 있어요. 대화 2. 투원 씨, 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 돼요. 네? 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 하셨는데요. 그렇지만 밀링 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 아, 그러네요. 얼른 뺄게요. 그리고 작업하는 동안 파편이 튈 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요. 알겠어요, 지은 씨. 대화 2. 투원 씨, 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 돼요. 네? 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 하셨는데요. 그렇지만 밀링 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 아, 그러네요. 얼른 뺄게요. 그리고 작업하는 동안 파편이 튈 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요. 알겠어요, 지은 씨. 네, bây giờ chúng ta bạn bạn Hà sẽ đóng vai là Chi Hun, bạn Tuấn đóng vai à bạn bạn Hiếu đóng vai là Tuấn nhé. 네. 투안씨, 장갑은 끼고 밀링 작업은 하면 안 돼요. Chắc em ơi, chắc gấp. Milling chakup. Milling chakupun. 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 Milling chakupun. Không chân chân đi nghỉ. Chắc khi phun hạt tế nên. Ông sang chakupun. Chỉ ra có hạt sốt mình tế. À hạt sốt mình tế yếu. À. Hạt sốt mình tế yếu. 그렇지만 밀링 작업은 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에
맨손으로 해야 돼요. 아, 그러네요. 얼른 빨게요. 아, 뺄게요. 뺄게요. 그래, 그리고 작업하는 동안 파편이 빈 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요. 지훈 씨. 네. Bây giờ bạn Hà sẽ đóng vai là Tuấn, còn thầy giáo đóng vai là Chi-hun nhé. 네. 어, 전 씨, 작업은 끼고 밀린 작업은 하면 안 돼요. 네. 네. 공사장님이 작업은 할 때는 항상 장갑은 끼라고 하셨는데요. 하셨는데요. 그렇지만 밀링 작업은 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 아, 그러네요. 얼른 뺄게요. 그리고 얼른 뺄게요. 네. 뺄게요. 어, 그리고 작업하는 동안 파변이 될 수 있으니까 보안경도 잊지 말고요. 알겠어요, 지훈 씨. 네, 오케이. Ở đây là những cái tai nạn khi mà chúng ta làm việc với công trường ấy ạ. Trong các trang sago, tai nạn ở nơi làm việc. Đầu tiên ạ, có tai nạn như này ạ. Putit chida hoặc là chung tôn hà là, đây là va đập vào nhau. Tức là đi vội quá va vào nhau. Tiếp theo là nấu mô chida, cái này chúng ta bị nhiều nên bị ngã. Đấy. Nó vô chỉ là bị ngã, vướng vào cái gì đó chúng ta ngã. Tiếp theo, micro chỉ là micro chỉ là đây là bị trượt. Ví dụ cái vũng nước hoặc là dầu. Nhá. Tiếp theo, toro chỉ là bị rơi hoặc là churapada là bị ngã. Ngã từ nơi cao xuống ấy, lại còn dây an toàn bị đứt. Thôi cậu này tập xác định rồi. Tiếp theo, 구멍이, 구덩이에 빠지다, bị tụt xuống lỗ, 구덩이 là cái lỗ cống ấy ạ. 파변이 튀다, 파변이 튀다, đấy, vừa ở trên chúng ta có 파변이 튄 수, đúng không? 튀다. Đây, các bạn thấy không? Hàn nó bắn ra cái mặt ấy, nó lại bắn ngược lại mắt này. Nếu mà theo tùy theo chiều gió đấy, mát tà là bị rơi trúng, ký kế cầm ký tà, đây là các bạn nhìn thấy không, nó cuốn ngay tay vào đây, cam chân tuyệt là điện giật, kasuga xe là hoặc là nu chun tuyệt là đây là bị dò dỉ ra, phúc panada là bị nổ, Furinada là cháy. Yeah. Bây giờ chúng ta mỗi người đọc cho chúng ta mỗi người chúng ta đây đọc tất cả cái phần này và các bạn cho luôn đôi câu ayo ayo vào nhé. Mời bạn Hà đọc một lần trước ạ. Putihyeo. Cái chữ tờ, chữ chờ bên dưới gặp chữ hờ ấy thì chúng ta đọc là Putichida nhé. Putichida. Putichida. Ok. Chúng tôn heo. Nơ mơ chia yếu. Mi cư rơ chia yếu. Tơ rơ chia yếu.
추라 추락해요. 고등이에 빠져요. 파편이 튀요. 튀어요. 튀어요. 맞아요. 기계 감겨요. 감천 튀아요. 에이, 뚜에 뚜에다. 잠깐, 뚜에요. 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 가스가 세요. 세요. 누출 돼요. 누출 돼요. 폭발해요. 우리 나요. 오케이. Bây giờ bạn Hà sử dụng cái đuôi câu là cái từ, cái ngữ pháp đó là động từ tính từ đi với kitemone là vì cái này. Thì bây giờ chúng ta có thể nói được không ạ? Vì va đập này, vì ngã này. Thì chúng ta chỉ, động tính từ chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi ghép với kitemone. Nhá Hà nhá. Đi. Nào, vì va đập thì sẽ nói như nào? 우디히기 때문에 rồi vì ngã, vì bị ngã. 넘어지기 때문에 넘어지기 때문에 vì bị trượt. 미끄러지기 때문에 vì bị rơi. 떨어지기 때문에 vì bị rơi tôi phải nhập viện mà anh ạ. Nhập viện. Nhập viện. Nhập viện là ít buôn ha ta. Buôn ha ta. Tớ đợi chi kì tên buôn nê ít buôn hèo. Tôi chỉ kí tiêm hôn nè. Ý muốn hiểu. Hoặc ý muốn hết rồi. Ok, bây giờ mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đọc tất cả những từ vựng này đi với kí tiêm hôn nè. Dạ đây. Bộ tí chỉ kí tiêm hôn nè. Nè. Trong tôn kí tiêm hôn nè. Nơ mơ chỉ kí tiêm hôn nè. Micro chi chi tê mô nê. Micro chi chi tê mô nê. Chi rác ca chi tê mô nê. Cú tê mi e pa chi chi tê mô nê. Pa phê mi tê chi tê mô nê. Tui chi tê mô nê. Tui chi tê kike kanki kite mune kamchun kamchun te kite mune kaska te kite mune nu ai ca đang gọi bố. Nó bảo bố học hành gì, trông trông đại ca này. Nu nu chun nu chun tuệ kí tế mu nè phốc phan hoa kí tế mu nè phu ri na kí tế mu nè. Ok, rất xin mời bạn. Được rồi, đây là kí tế mu nè. Và bây giờ chúng ta sẽ dịch những cái ví dụ này. Jagover Haltenen khi mà làm việc ạ, cam chân tuyên su ít kí tem mô nê có thể bị điện giật. Vì có thể bị điện giật nên an chân chàng cá vơn kia ya hầm đi là nên là phải đeo găng tay an toàn. Câu số 2 này, y cô sẻ sơn ân ở nơi này khu tân y ế phá chín su ít kí tem mô nê là phá chín su ít kí tem mô nê
là ở nơi này ấy, thì vì là có thể bị rơi xuống, bị thụt xuống cống, hăng sang chú ý hay ra thì là nhất định phải luôn luôn chú ý. Nè, chan bô cô thani ghét là vâng, tôi sẽ vừa đi vừa nhìn thật kỹ. Câu số 3 này. Ibon chumare, cuối tuần này. Dương hoa bồ rơ, bạn muốn đi xem phim không? Mianeo, xin lỗi. Cô hàng ngày xưa Pumonimi Oshot Kitemune Oshot Kitemune vì là gì ạ? Bố mẹ từ quê đã đến. Ibon chumaneun an deyo, cuối tuần này không được. Đấy. Và chúng ta có rất nhiều lý do đấy ạ. Đúng không ạ? Bạn Hà có nghĩ được ra lý do gì không bạn Hà? Bạn Hà ơi. Hà đang bận à? Em đang nghĩ ạ. Đang nghĩ á. Nghĩ tại lý do vì cái gì đó à, vì trời mưa nên em không đi làm, đấy cũng là một cái lý do cho gì. Hàn Quốc công phu Kitemune đi chơi đi xem phim. Gì đó Hoa lên cái gì Đơn hoa đơn hoa rồi. vô hoa đơn phải không? Vì học tiếng Hàn nên tôi xem phim. Nên không xem phim. Dân hoa lên an dân hoa lên quá Dương rồi. không, dương hoa đơn ản phát rồi. Cái chữ an Dân ấy nó đứng trước động từ chứ không phải đứng trước chữ dương hoa. nè. Đấy. Ví dụ này, cái câu này người ta hay trả lời cho chữ quê nhá. Người khác hỏi mình là quê và mình trả lời cái gì đó, lý do là đi Kitemune nên cái gì đó, được chưa? Ví dụ này nhá. Quê sơn nhất ơn ăn mồ rồi, tại sao bạn không ăn tối à. Hoặc là quê hăng vua không vua héo, được chưa? Tất cả những chữ tại sao chúng ta sẽ trả lời bằng cái Kitemune hoặc là động từ đi với ư nì ca. Đấy, được chưa? Nếu động từ có cụm đáy sẽ có ư nì ca, không có cụm đáy thì sẽ là nì ca thôi. Cho nên hai cái này sử dụng với nghĩa là giống nhau nhá các bạn nhá, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Hà hiểu chưa? Em thấy trong giao tiếp thì người ta hay dùng cái nào hơn ạ? Người ta dùng quen cái nào người ta dùng cái đấy. Và người ta giao tiếp người ta hay dùng a ơ sơ nhiều hơn. Khi mà muốn nhấn mạnh thì người ta sẽ dùng nika vì cái gì đó, theo kiểu như là ví dụ tôi nhấn mạnh là cái lý do, tức là cái lý do của tôi đúng thì tôi sẽ dùng là nika. Còn nếu mà cái hậu quả mà diễn ra không tốt ấy thì tôi hay dùng là kitemone. Thực tế là dùng lẫn lộn cho nhau được, nhưng mà tôi hay dùng là kitemone. Ví dụ như là vì ăn nhiều cơm nên đau bụng chẳng hạn thì tôi không dùng là nika mà tôi dùng quen là kitemune, dạng như kiểu đổ lỗi cho cái gì đấy thì chúng ta dùng kitemune, còn khen mình thì chúng ta dùng nika. Hai anh đúng ra chưa? Ví dụ này, Hakitemune, à gì, Hashirun, Manakitemune, Onun Hakyoe Mukayo, vì gặp Hà nên tôi hôm nay không đi học được, thì cái đấy là đổ lỗi cho Hà thôi, lý do tại Hà, được ạ, hiểu chưa? Rồi. Dùng ư thì ca tương tự như vậy thôi, không có gì khác biệt lắm. Nhá.
Và đây chúng ta sẽ nối những một số từ vựng này, bức tranh vào từ vựng ạ. Nối bức tranh vào từ vựng. Đầu tiên là rơi đấy ạ. Ngã thì chọn cái nào đấy ạ? Chọn vào từ nào ạ? Chú Lắc Phà Tàng. Chú Lắc Phà Tàng, đúng không? Chú Lắc Phà Tàng. Chú Lắc Phà Tàng. Thứ hai là nổ phong. Phúc Phan Hà Tà. Phong. Tiếp theo, va đọc với nhau. Lại đây. Phúc Tít. Phúc Tít Chí Tà. Ngã. Nơ Mơ Chí Tà. Nơ Mơ Chí Tà. Và chân là Micro Chí Tà. Các bạn có thấy cái từ là suýt, suýt hôm trước thầy giáo hướng dẫn không? Suýt bị cái gì đó. Còn nhớ? Em nghe thấy rất là lạ, chắc không lấy em nghỉ. Không nghỉ đâu. Đó. Động từ đi với l, ponara là suýt bị làm sao đó nhá. Và thường là sẽ chia ở ở thì quá khứ, đó là ponet, ponet soyo. Ví dụ như là suýt nổ chẳng hạn thì sẽ là popan han. Popan han ponet soyo. Suýt nổ. Đó. Suýt ngã là nomo chil ponet soyo. Suýt cái gì đó nhá, suýt ngã, suýt tai nạn. Tai nạn là sago nata thì là sago nal ponet soi. Suýt xảy ra tai nạn. Nhá, cái này là suýt nhá. Tiếng Việt Nam ấy suýt xảy ra hành động gì đó. Suýt nữa thì tèo. Nhá. Ponet soi. Đây lấy ví dụ thêm nha các em nhá, lấy ví dụ thêm trên này. Đây. Ví dụ như là suýt ngã xuống lỗ chẳng hạn. Suýt thụt xuống lỗ chẳng hạn. Thì là 구덩이에 바칠 뻔했어요. 바칠 보다리 뻔했어요. 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 Tại sao nó lại là 뻔했어요? Bởi vì nó là quá khứ. Cái hành động này là suýt xảy ra, suýt nữa thì ngã xuống lỗ, tức là nó đã xảy ra rồi, được chưa? Suýt ngã thì cái hành động suýt ngã đó là xảy ra rồi, được chưa? Suýt cháy, 불이 날 보냈네요, 날 보냈어요, suýt cháy, suýt nổ, suýt nữa thì bị cuốn vào máy. 기계에 감길 보냈어요. Tức là tai nạn mà, tai nạn suýt xảy ra tai nạn thì nó là như vậy các bạn nhé. Hiểu chưa? Các bạn hiểu không? Cái tổ chung này vẫn là phụ âm cuối, thì nếu mà không có phụ âm cuối thì thêm đờ, còn nếu mà có phụ âm cuối thì thôi ạ. Vâng ạ. Thêm ơn. Đây thầy giáo viết ra vùng trắng này cho các bạn dễ nhìn. Đây nhá. Động từ đi với l này hoặc ư khi có phụ âm đáy thì thêm ư, không có phụ âm đáy l làm phụ âm đáy luôn. Đi với pernet pern hata, gốc của nó là pern hata, nhưng cái suýt nữa ấy, thì thường là nó xảy ra rồi, trượt chân cái xong với mình bảo ui suýt ngã thì lúc đấy là đã xảy ra rồi, thì pern hata sẽ thành pernet rồi. Còn động từ đi với l hoặc là ưn nhá, l hoặc ư. Hiểu chưa? Hiểu rồi chưa? Trong cuộc sống chúng ta nhiều lần suýt lắm ạ. Suýt gặp được ngôi sao. Đó. Suýt rơi ví. Suýt ngã, suýt lao vào ổ gà. Nhiều lắm.
suýt nữa thì bay vào mắt, cái gì đó bay vào mắt. Đấy như các bạn nhé, rất là nhiều đấy. Tiếp theo là chúng ta sử dụng kitemone và áp dụng vào những cái từ bên cuối cùng của câu văn ấy, là để chúng ta nói lên lý do nhá, để hoàn thành đoạn hội thoại này. Thì bạn Hà làm ví dụ số 1 cho thầy giáo nhé, hay bạn Hà làm ví dụ số 2 này, bạn Hiếu làm ví dụ số 3, thầy giáo sẽ làm ví dụ số 1 luôn nhé. Nộp phân cô thầy sơ cha gơm hay tề nâng là khi làm việc ở nơi cao. Tơ chi nâng cha gô ga đàn su y sưng đi đà là cái tai nạn mà rơi thì có thể xảy ra. Thế là an chân tê rân mét tà là đã đeo cái an chân tê, tức là đã đeo cái dây an toàn. An chân tê rân mét ki tê mù nê khuyền chân nên cầm đi đà là vì đã gì ạ, đeo cái dây an toàn rồi thì sẽ không sao. Đấy là chúng ta câu số 1 là như vậy. Đấy, câu số 2 thì bạn Hà đọc và dịch luôn nhé. 네. 지금 안에서 작업할 수 없어요. 바닥이 미끄럽기 때문에 지금은 들어갈 수 없어요. 네. 되게 나와요. 하... 아, 되게 할 거는 아니에요. 아, 그래서 bạn không thể à, bây giờ bạn không thể làm việc à? Đâu bây giờ ở bên trong không làm, không thể làm được à? Bây giờ ở bên trong không thể, đúng rồi, bên trong thì lý do này pataki mikuruta là gì ạ? Trơn, đúng không? Trơn là... patak là sàn, patak là sàn hoặc là nền ấy, vì nền đúng. Bị trơn. Vì nền trơn nên chi gươm từ đơ can su ập sôi hổ. Bây giờ không vào được. Các bạn Hiếu thử dịch câu, thử làm vào dịch câu số 3 này bạn Hiếu ơi. Mình đừng cho cái tên hàn tế nên. Phạt chơi mi quê ở tì kì tè mù nè. Cô anh chơi mi cô tôi ya hello. Nè, anh kia xin đi cả. Nè, dịch như thế nào anh Hiếu nhỉ? Khi làm công việc tiện vì bị bắn, vì có thể bị bắn lửa vào, vì có thể bị bắn lửa vì có thể bị bắn bắn cái lửa vào, đúng rồi, bị bắn cái màn vào mặt nên nhất định vì thế nên nhất định phải đeo kính bảo hộ. Đúng rồi, nhất định phải đeo kính bảo hộ. Vâng, tôi biết rồi. Ok, không phải tôi biết rồi đâu, cái này dịch là tôi hiểu rồi. Vâng, tôi hiểu rồi. Ồ, cái này mà dịch tôi biết rồi, lần sau còn lâu nó mới nói cho. Nhớ các bạn, dịch là Ankes Mida là tôi hiểu rồi nhé. Không được dịch cho tôi biết rồi đúng không? Vâng. Tôi biết rồi, nó người nghe, cái người mà người người ta nói câu trên ấy, người ta rất là ghét đấy. Wow. Đại ca nhà Hiếu ơi, hơi ngầu đấy. Thấy bố đọc lên, nó đang ra, nó bóp mũi bố đi. Ok. Đây là những cái tai nạn mà mình có thể xảy ra, phải tai nạn thì có thể xảy ra. Đây ạ, à, ví dụ như là mikrupta, pataki mikrupta nobochida. Thì có thể nói là gì ạ? À? Pataki mikrumen nomo chin sui seo choshimaseo. Tức là nhắc người khác ấy ạ. Nha. Cái này chúng ta mỗi người làm câu cũng được.
Còn cái dụng cụ bảo hộ đây, các bộ phận trên cơ thể người. Ở trang số bao nhiêu đây? 191 thì thầy giáo đã dịch hết rồi đây. Các bạn hãy dành một chút thời gian để các bạn đọc cái này là được. Bộ phận cơ thể này thì chúng ta đã học rồi. Mắt này, đầu này, tai này, hô hấp, cơ quan hô hấp này, ăn là khuôn mặt này, xôn là tay này, xin chê là toàn bộ cơ thể này, và là chân này. Thì các bộ phận này thì chúng ta có cái dụng cụ bảo hộ. Đây, ví dụ mắt thì bảo vệ những khỏi các vật thể bay, ánh sáng, tia cực tím. Thì đấy là bảo vệ mắt. Thì để bảo vệ mắt thì chúng ta dùng cái gì? Bảo vệ mắt thì chúng ta dùng tra quang, quang kiêng, kính mắt, kính về bảo vệ khỏi ánh sáng trắng ấy. In ban quan kiêng tức là kính thường, tức là kính bảo vệ về khoa học và kính thường. Đấy có hai loại. Còn cái loại an chân mô, mũ bảo hiểm ấy thì nó có các loại theo các chủng loại khác nhau nhá. Về cái bảo vệ tai cũng như vậy, dùng quy ma ke hay quy tập ke. Đấy, về ma sư khư thì chúng ta có rất nhiều ma sư khư, cho nên là tùy vào tình huống công việc mà chúng ta có thể sử dụng những ma sư khư khác nhau. Ví dụ những nơi làm về ma sư khư đơn giản thì chỉ là khẩu trang vải hoặc khẩu trang giấy thôi, nhưng mà vào những nơi ví dụ như xưởng mài nó rất là bụi thì chúng ta phải dùng cái mặt nạ giấy an toàn, hoặc là chúng ta phải dùng mặt nạ ở dưỡng khí, tức là mặt nạ như thế này. Còn chúng ta làm ở những môi trường có thể là rò rỉ ga hoặc cái gì đó thì chúng ta phải có những bộ phận bảo hộ nó riêng biệt nhá. Thì cái này chúng ta tìm hiểu này, ví dụ như là hô hấp hô hấp thì ví dụ như quần áo chịu nhiệt, quần áo chống hóa chất hay là quần áo chống bụi, thì những cái đấy chúng ta sẽ sử dụng nhá. Thì tùy vào công việc mà chúng ta sẽ trang bị an toàn, chứ không phải là một người trang bị tất cả như thế này đâu ạ. Như thế này nó sẽ thành người ngoài hành tinh mất đấy. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Thì hôm nay chúng ta học đến đây các bạn nhé. Hôm sau, tuần sau chúng ta sẽ làm cái bài event topic này. Ok các bạn nhé. Đây, 네, 알겠습니다. 안녕히 주무세요. 주말 잘 보내세요. 네, 주말 잘 보내세요. 월요일 봐요. 안녕히 계세요.